They have what? Women have what? What it is? We call in English now we call prasna, but in Greek we call must. We call must. Clear? And then ectomy, ectomy means cut, mastectomy. Example, when your breast got cancer, okay? Or we can say breast cancer. Breast cancer. So if you got breast cancer, then you need mastectomy. Means you need to cut your breast. Okay, thing, huh? Okay. In mastectomy, you told me có nghĩa là kiểu mổ xẻ. Như trong từ anatomy á, còn mastect có nghĩa là breast là phần bầu tạp. Từ mastect này là trong tiếng Hy Lạp. Ví dụ thì mastectomy có nghĩa là như kiểu khi mà bạn bị ung thư vú thì họ sẽ phải chữa bằng cách mổ phần vú. No, they cut your breast and they cut full.